Hello, my name is Tern. Telling time. Telling time. Giờ sáng, từ khung giờ buổi sáng chúng ta sẽ sử dụng từ AM. 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 Các khung giờ buổi trưa, chiều và tối chúng ta sẽ sử dụng từ PM. PM. 8 o'clock. 8 o'clock. Giờ đúng là khi kim dài chỉ vào số 12. Chúng ta sẽ sử dụng từ o'clock. O'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Two thirty. Is 8:15. 8:15. Giờ hơn, các bạn có thể sử dụng từ past. Và hơn 15 phút, sử dụng từ a quarter. A quarter past eight. A quarter past eight. Hoặc các bạn cũng có thể nói 8:15. 8 giờ 15 phút. A quarter past eight. A quarter past eight. 3 giờ 45. 3:45. 3 giờ 45 hoặc các bạn cũng có thể nói là 4 giờ kém 15 đúng không nào? Vậy thì kém, các bạn sẽ sử dụng từ 2. Kém 15. A quarter to 4. A quarter to 4. A quarter to 4. 9 giờ 5 phút. 9:05. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng từ past để nói về giờ hơn. Tuy nhiên, nói phút trước giờ sau. 9:05. 5:09. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng nhau ôn lại cách hỏi thời gian các lớp học bắt đầu khi nào. Các bạn muốn hỏi thời gian lớp học bắt đầu lúc mấy giờ, sử dụng cho cô câu hỏi What time? What time? What time does your math class start? What time does your math class start? Lớp toán của cậu bắt đầu lúc mấy giờ? It starts at 7:20. It starts at 7:20. What time does your Vietnamese class start? It starts at 1:45. Hay các bạn cũng có thể trả lời It starts at a quarter to 2. What time does your IT class start? It starts at 11:15. It starts at 11:15. What time does your history class start? What time does your history class start? It starts at 8 o'clock. What time does your English class start? It starts at 12:15. It starts at 12:15. Goodbye, everyone.